Rất là vui khi hôm nay em lại được quay lại với khán giả ở trên kênh để mang đến những video đánh giá về công nghệ, về sản phẩm nghe nhìn, đặc biệt là TV. Và mẫu TV mà em giới thiệu hôm nay là một mẫu TV giá rẻ của LG. Có thể nói đây là mẫu TV rẻ nhất của LG hiện tại, chỉ có giá khoảng hơn 6 triệu thôi. Kích thước của model này thì cũng khá là vừa phải, chỉ có 43 inch. Rất phù hợp cho những căn phòng mà có khoảng cách ngồi nhìn từ khoảng 1,5m cho đến 3m mọi người nhé. Sở dĩ em chọn phân khúc TV rẻ trước tại vì là đầu năm ấy thì có rất nhiều các anh chị ở các khu công nghiệp đã nhắn tin cho em, đó là muốn mua một sản phẩm để mà xem tạm trong một cái căn phòng nhỏ thôi, không phải là ở nhà mà là có thể lắp ở các ví dụ như là phòng trọ chẳng hạn. Thì mẫu này em nghĩ là rất là phù hợp. Đầu tiên thì giới thiệu về mẫu này là mẫu 43LM5750 mọi người nhé. 43LM đây, thông tin về TV này. LM5750PTC 43 inch. Em vừa nói là cái khoảng cách thì nó phù hợp từ 1,5m cho đến 3m đều có thể sử dụng được mẫu này. Về cái giao diện thì model này là sử dụng webOS 4.5, có thể nói là cũng khá là cơ bản. Chúng ta thấy rằng là cũng có rất nhiều ứng dụng, ví dụ như là YouTube hoặc là ứng dụng về xem phim như là K+, Netflix, hoặc là chúng ta có 360, có VOn hoặc là có FPT, rất là nhiều đúng không ạ? Thế nhưng mà em khuyên là đối với cái cấu hình của TV này thì chúng ta chỉ chọn ra một vài ứng dụng thôi nhé, không nên cài nhiều, chúng ta nên xóa bớt. Ví dụ như ở đây em chỉ để mỗi là có YouTube này, và em xem truyền hình qua FPT, và một ít là xem qua 360 của Viettel thì em để thôi, còn tất cả các ứng dụng khác xóa để cho nó nhẹ. Và chính vì khi mà xóa đi nhẹ thì mọi người thấy rằng là cái thao tác ở trên TV này nó cũng khá là mượt. Em sẽ thử thao tác cho mọi người thấy rằng là chúng ta lướt nhanh như thế này, bấm ở trên tay điều khiển nhé, thật là nhanh thì thấy rằng là cũng khá là mượt rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ đánh giá qua cái độ mượt mà này một chút đã. Thế còn nếu như mà chúng ta khi mới mà cài đặt lên mà chúng ta cứ để những ứng dụng mà mặc định ban đầu ấy, thì nó rất là nặng. Tại vì bộ nhớ của TV này thì là chưa đến 1GB mọi người nhé, chưa đến 1GB. Mà để quá nhiều ứng dụng thì nó sẽ gây ra hiện tượng đó là nặng và nó sẽ tràn. Thì khi mà xóa đi nó rất nhẹ, chúng ta tìm kiếm cũng rất là nhanh đúng không ạ? Chúng ta tìm kiếm như này cũng rất là nhanh. Còn về chất lượng hình ảnh nhé, thì model này chỉ là Full HD mà thôi. Thế tuy nhiên nhưng chúng ta xem thấy cái nội dung truyền hình của chúng ta cũng chỉ là HD mà đúng không ạ? Cũng chỉ là HD thôi. Đâm ra hình ảnh thì nói thật lòng thì nó cũng không phải là quá đẹp. Thế nhưng mà với cái cấu hình là LED nền cộng với lại màn hình IPS nên là hình ảnh cũng hơi sáng. Nói chung là cũng được. Đẹp thì không phải là quá đẹp. Màu thì tất nhiên nó vẫn có những cái sự sai lệch nhất định. Thế nhưng mà nếu như để xem truyền hình thông thường thì em nghĩ là ok. Và những cái app, những cái ứng dụng để mà xem truyền hình ấy thì rất là nhiều. Miễn phí có mà trả phí cũng có. Tất nhiên là nếu như chúng ta trả phí thì chúng ta sẽ xem được nhiều kênh hơn đúng không ạ? Ví dụ như FPT này thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều kênh, nhưng mà chúng ta phải mất phí. Thế còn nếu không chúng ta chỉ xem những kênh cơ bản thôi, ví dụ như là các kênh như là VTV hoặc một vài kênh truyền hình địa phương thì là miễn phí. Hình ảnh 4K thì tất nhiên model này chỉ là Full HD thôi, nhưng mà nó vẫn đọc được hình ảnh 4K. Đọc thôi, chứ còn nếu mà để mà đạt được độ phân giải 4K thì không đạt được mọi người nhé, không thể đạt được. Tuy nhiên thì xem thì cũng vẫn tương đối ổn. Nếu như mà so với lại một số các dòng TV mà rẻ tiền của các hãng như là đến từ Trung Quốc chẳng hạn ấy, thì cái màu sắc như thế này sẽ ổn hơn. Nó cảm giác như là nó cũng có một cái độ đậm màu hơn so với lại một số các dòng TV rẻ khác ở trên thị trường. Màu nó khá là nhợt nhạt. Còn xem như thế này thì cũng thấy tương đối ổn. Và cái chip xử lý của model này thì cũng tương đối thấp. Tất nhiên rằng là sẽ không có quá nhiều các thuật toán để mà nâng cấp hình ảnh thông thường lên những chất lượng hình ảnh cao hơn đâu. Thế nhưng mà dù sao thì với mức giá thành chỉ có hơn 6 triệu thì em nghĩ rằng là chiếc 43 inch này là cũng tương đối ổn rồi đúng không ạ? Tương đối ổn. Tiếp theo về cái phần hình ảnh là chúng ta sẽ xem một số những cái tiện lợi của model này để xem rằng là những cái option nó kèm theo ấy nó có bị kém quá hay không nhé. Thì model này về phần Bluetooth để mà chúng ta kết nối với lại các âm thanh đầu ra ấy thì có đầy đủ luôn. Ví dụ như em sẽ kết nối Bluetooth với lại một cái dàn loa Samsung nhé, dàn loa sao ba của Samsung, dàn loa
B550. Đây em có sẵn một dàn loa và mọi người thấy rằng là đây em đã tìm thấy là dàn loa B550 này. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối thử xem thế nào. Đó, kết nối. Và đợi một chút thì nó sẽ kết nối, này là kết nối Bluetooth nhé mọi người, kết nối không dây đó. Đó thì đã kết nối này. Nghĩa rằng là cái cổng Bluetooth của model này bắt cũng rất là dễ tương thích với rất nhiều những dàn âm thanh Bluetooth khác, thậm chí là cả loa kéo mọi người nhé, thậm chí cả loa kéo. Như vậy là về phần Bluetooth thì chúng ta yên tâm rồi, đúng không ạ? Không có vấn đề gì. Tiếp theo một cái option nữa mà cũng nhiều khán giả quan tâm, đó là khả năng kết nối với điện thoại. Thì model này là có trôm cáp, vì vậy là chúng ta rất dễ kết nối với những chiếc điện thoại Android. Trôm cáp là một hệ điều hành, là một cái tiện ích của bên Google. Chính vì vậy là chúng ta hoàn toàn đối với chiếc điện thoại nào Android, ví dụ như chiếc điện thoại Samsung này của em chẳng hạn, thì kết nối rất là dễ vào phần smart xe. Khi chúng ta tìm kiếm và chúng ta sẽ liên kết với lại cái mẫu TV này rất là dễ, đúng không ạ? Thì nó sẽ phản chiếu tất cả những cái hình ảnh gì ở trên điện thoại của chúng ta sẽ hiển thị lên, trừ một số những cái ứng dụng mà có bản quyền, ví dụ như là K cộng chẳng hạn nhé. Thì khi mọi người kết nối thì nó chỉ cho phép cái phần tiếng thôi, còn cái phần hình thì nó sẽ không truyền được lên đâu. Tại vì là những cái app như kiểu K cộng thì họ đều có những thuật toán xử lý cái việc lách bản quyền đó rồi, nên là chúng ta sẽ không share được. Thế còn tất cả các nội dung khác như là Facebook, YouTube hoặc là tất cả các nội dung mà nó không bị bản quyền ấy, thì chúng ta chia sẻ bình thường, hình ảnh tất cả mọi thứ nhé. Hoặc là có thể là phát live trực tiếp, tất cả đều được cả. Đó thì mọi người thấy ví dụ như em lướt Facebook đây rất là đơn giản. Thì đối với những chiếc điện thoại mà sử dụng Android, ví dụ như là Samsung hay là điện thoại Oppo, Vivo v.v. thì đều kết nối được rất dễ. Và chỉ có iPhone, đúng không ạ? iPhone là khó nhất. Thế nhưng mà iPhone thì em vẫn kết nối bình thường. Ví dụ như là đây em sẽ kết nối thử cho mọi người. Tất nhiên là model này không có AirPlay 2, và muốn kết nối với iPhone thì phải dùng một thủ thuật khác. Phần này thì em có thể em sẽ làm riêng và chia sẻ riêng ở một video khác. Thế còn nếu như mọi người quan tâm thì em sẽ dành tặng mọi người ở video sau. Thế còn vẫn kết nối nhé. Tuy nhiên là cái app này thì nếu như mà dùng miễn phí thì cái hình ảnh nó không được nét lắm. Tức là khi chúng ta chia sẻ từ điện thoại sang thì nó cũng không quá nét. Nó cũng chỉ ở cái mức gọi là chấp nhận thôi. Chứ còn nếu bảo là để được hình ảnh HD ấy, thì nó không đạt được. Thế còn nếu mà dùng thì gọi là nếu trong trường hợp mà chúng ta bí quá thì chúng ta vẫn có thể chia sẻ cách này. Nếu như đây là với đây là cách để mà chúng ta kết nối điện thoại để mà sử dụng theo kiểu là phản chiếu đấy, tức là gương, tức là trên điện thoại hiển thị cái gì thì trên TV hiển thị như vậy. Thế còn nếu như mà chúng ta chỉ cần nhu cầu thông thường, ví dụ như là để mà kết nối phần YouTube thôi, để chọn bài hát ấy, thì chúng ta không cần qua cái app này đâu. Tại vì chúng ta cứ vào thẳng YouTube, nó sẽ có cái phần trôm cáp ở góc màn hình ấy. Thì chúng ta cứ share trực tiếp thôi, điện thoại iPhone hay điện thoại nào cũng share được. Tại vì là cái ứng dụng YouTube thì nó tích hợp sẵn cái trôm cáp rồi, chúng ta chỉ việc chia sẻ và kết nối. Qua đó thì có thể chọn bài hát tất cả đều được cả. Thế còn như ứng dụng này thì nó sẽ được rộng hơn, chúng ta sẽ phản chiếu được. Ví dụ như là em xem qua app VTV Go chẳng hạn như thế này, ở trên điện thoại có chúng ta share sang đó, thì ví dụ vậy thì cũng kết nối được. Tất nhiên là hình ảnh thì nó cũng không quá nét đâu. Nếu như mọi người cần xem qua các app TV thì mọi người có thể download trực tiếp ở trên TV để dùng. Nhưng mà nếu như mà cảm thấy nó nặng máy quá mà chúng ta muốn download về phần điện thoại thì mọi người có thể dùng cái này. Về cơ bản thì với model này hơn 6 triệu thì em nghĩ rằng là nó cũng tương đối là ổn. Cả về phần hình ảnh, âm thanh thì nó cũng không phải là hay lắm vì nó chỉ là âm thanh 10W thôi. Nhưng mà với giao diện cũng đầy đủ, có thể sử dụng được rất nhiều các tiện ích và kết nối được với rất nhiều các phương tiện khác nhau, điện thoại hoặc là âm thanh đầu ra. Như vậy thì cũng tương đối ổn rồi, đúng không ạ? Và chỉ có hơn 6 triệu thôi. Em xin nhắc lại, đây là model 43LM5750 PTC mọi người nhé. Dòng TV của LG ra mắt năm 2022. Đó thì hôm nay em xin gửi đến một chút về cái sản phẩm rẻ nhất này đã, trong quãng thời gian chờ đợi cái giá khuyến mại đầu năm của các model khác thì em sẽ cập nhật sau, và em sẽ gửi đến mọi người vào những chương trình khuyến mại sắp tới nhé. Rất là cảm ơn mọi người và chúc mọi người sẽ có một năm mới thật là sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trên con đường mà mọi người đang đi, đang lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại.